Người ta thường nói con mèo có 9 cái mạng sống. Chúng có thể thoát chết trong những tình huống nguy hiểm và ngặt nghèo là do đã dùng hết một mạng của mình. Liệu mèo có 9 mạng thật không? Vì sao mèo có 9 mạng? Nguồn gốc việc con mèo có 9 cái mạng. Người Ai Cập tin rằng các vị thần của họ có nhiều đặc điểm chung với mèo: nhanh nhẹn và duyên dáng, cân bằng, hung hăng và bạo lực. Vì vậy mà nữ thần Ai Cập nổi tiếng nhất, Bastet, được miêu tả là một con mèo. Người ta thường hay nói rằng con mèo có 9 cái mạng. Vậy câu nói mèo có 9 mạng để sống xuất phát từ đâu? Người ta cho rằng nó bắt đầu từ thời Trung Cổ, khi những mê tín dị đoan về mèo được lan truyền một cách rộng rãi. Những người sống trong thời kỳ này cho rằng mèo có liên hệ với phù thủy và dị giáo. Họ cũng tin rằng ma quỷ có thể biến mình thành một con mèo đen. Một nhà văn thời Trung Cổ, William Caston, đã viết: loài quỷ chơi đùa với Sinna, Laiki như một con mèo chơi đùa với chuột. Nói cách khác, khả năng bắt chuột đặc biệt của mèo được so sánh với khả năng bắt những linh hồn của ma quỷ. Bản chất độc lập, cao ngạo và có chút lạnh lùng của mèo là nguyên nhân gây ra sự nghi ngờ này. Vì trong thời kỳ Trung Cổ, mọi người tin rằng động vật được tạo ra bởi Chúa để phục vụ và bị con người thống trị. Vào đầu thế kỷ thứ 15, Edward, công tước xứ York, đã nói về mèo rằng: mọi người đều biết được sự giả dối và ác ý của chúng, nhưng có một điều tôi dám chắc chắn rằng, nếu bất kỳ con vật nào có linh hồn của ma quỷ trong người, thì đó chính là con mèo. Mèo có mấy mạng sống? Chính trong thời kỳ mê tín này, số 9, một con số thần bí trong nhiều nền văn hóa, đã trở nên gắn liền với mèo. Nhà văn người Anh William Baldwin đã nói trong cuốn sách của mình vào năm 1584 rằng các phù thủy được phép sở hữu cơ thể của con mèo của họ 9 lần. Một cuốn sách châm ngôn được xuất bản vài thập kỷ trước đó có đề cập đến vấn đề này: một người phụ nữ giống như một con mèo có 9 cuộc đời. Tại sao số 9 lại đặc biệt? Con số 9 mang ý nghĩa huyền diệu và thần thánh đối với nhiều nền văn hóa và trong nhiều tôn giáo. Trong văn hóa Ấn Độ giáo, có 9 ân sủng và 9 món quà của tinh thần, bao gồm trí tuệ, kiến thức, đức tin, sự chữa lành và phép lạ. Ở Trung Quốc, 9 là con số may mắn gắn liền với ngày sinh của vị thần tối cao mà các đạo sĩ tôn thờ. Trong thần thoại Bắc Âu, vũ trụ được chia thành 9 thế giới, tất cả được kết nối bởi một cây thiên. Nhưng không phải quốc gia nào cũng có chung quan điểm rằng con mèo có 9 cái mạng. Ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Nga, Trung Quốc và Pháp thì nói rằng một loài mèo có 9 mạng sống. Nhưng ở các nước khác như Tây Ban Nha, Ý, Đức, Hy Lạp, Mexico và Brazil, người ta cho rằng mèo có 7 mạng mà thôi. Số 7, giống như con số 9, cũng là con số thần bí và hết sức đặc biệt. Trong Cựu Ước, thế giới được tạo ra trong 7 ngày và Noe quay trở lại 7 ngày sau trận đại hồng thủy. Người Ai Cập lập bản đồ 7 con đường dẫn đến thiên đàng, và Allah tạo ra trời và đất với 7 lớp, Phật đi 7 bước và 7 vị thần mang lại may mắn ở Nhật Bản. Nhưng ở một số nền văn hóa, mèo chỉ có 6 kiếp. Ở các nước Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập, số mạng mà một con mèo có được chỉ là 6. Không rõ câu chuyện về con mèo có 9 mạng xuất hiện lần đầu ở châu Âu từ lúc nào, nhưng nó trở nên phổ biến nhất từ khi Shakespeare viết vở kịch trứ danh Romeo và Juliet. Trong biến cố khiến cho Romeo bị đi đày, có sự xuất hiện của nhân vật tên là Tybalt với biệt danh là con mèo lông xù, vốn là anh họ của Juliet. Chúng ta đều biết hai nhà Romeo và Juliet vốn có thâm thù, và cả bạn bè gia quyến của họ cũng chẳng ưa gì nhau. Một ngày nọ, người bạn của Romeo là Mercutio buộc miệng móc mỉa Tybalt: con mèo Tybalt kia, có phải mi có 9 mạng? Mau đến đây quyết đấu để ta lấy một mạng của mi, còn lại 8 mạng ta sẽ để lấy tính sao. Romeo cố gắng ngăn cản nhưng không thành. Tybalt đâm chết Mercutio trong trận đấu kiếm. Mất bạn, Romeo nổi giận thách đấu và giết chết Tybalt trả thù. Vụ việc đáng tiếc này khiến anh phải bị đi đày theo lệnh của hoàng tử. Kể từ sau vở kịch Romeo và Juliet, chi tiết mèo có 9 mạng mới trở nên phổ biến ở Anh Quốc và lan ra các nước lân cận thông qua việc giao lưu văn hóa nghệ thuật. Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, đối với người Ai Cập, mèo là loài vật linh thiêng. Bastet, nữ thần của bảo hộ cho thai nhi, niềm vui, âm nhạc, gia đình và loài mèo, thường hiện thân dưới hình dạng một người phụ nữ có đầu mèo. Tuy nhiên, Bastet không phải là vị thần đầu tiên biến hình dưới hình dạng mèo, mà chính là thần Ra, vị thần tối thượng trong thần thoại Ai Cập.
một biến thể của thần Ra vào buổi đêm gọi là Atumra, ban ngày gọi là Amunra, đã lấy hình dạng của loài mèo để đi xuống địa ngục. Atumra còn có thể hiện thân dưới 9 hình dạng khác nhau, đại diện cho 9 mạng sống của loài mèo. Trong văn hóa dân gian Trung Hoa, theo quan niệm của người Trung Hoa cổ, số 9 trong tiếng Trung âm là cửu, vừa có nghĩa là số 9, vừa có nghĩa là nhiều, muôn vàng, vĩnh cửu, không bao giờ hết, là một con số may mắn tượng trưng cho tài phú, dư giả. Hơn nữa, số 9 còn liên quan đến những khái niệm tâm linh kỳ bí, chẳng những gắn liền với đạo giáo Trung Hoa mà còn ảnh hưởng đến tất cả những nền văn hóa phương Đông có giao thoa với văn hóa Trung Quốc. Ví dụ trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có 9 lần 8 bằng 72 phép thần thông. Hành trình Tây Du của Đường Tăng gặp 9 lần 9 tổng cộng có 81 kiếp nạn. Những con số đó đều là bội của số 9. Ở Việt Nam có đồng bằng sông Cửu Long, vua Hùng bắt Sơn Tinh, Thủy Tinh phải tìm ra voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Hơn nữa, loài người mang thai con trong 9 tháng, nhịp tim con người đập trung bình 72 nhịp một phút, cũng là bội số của 9. Khả năng cao là người Trung Hoa thấy mèo nhanh nhẹn, rơi cao không chết, có thể né tránh thoát khỏi hiểm nguy tài tình, nên họ gán cho nó có 9 mạng, ngụ ý nó có thể sống lâu, tai qua nạn khỏi. Trong điển tích điển cố của Phật giáo, chuyện kể rằng khi Phật Thích Ca ngồi giảng kinh cho chúng đệ tử, thì có một con mèo cũng đến ngồi bên cạnh say sưa nghe kinh. Đức Phật thấy vậy vui lòng bèn nói, con mèo này rõ là có linh tính, hơn hẳn con người tầm thường, chẳng những ngộ được kinh thư mà còn có 9 kiếp mạng. Đức Phật gọi con mèo ấy là cửu mệnh quái miêu, tức con mèo yêu tinh có 9 mạng. Sự thật đằng sau việc con mèo có 9 cái mạng, chúng dường như có một khả năng kỳ lạ để sống sót sau những tai nạn kinh khủng như rơi từ trên cao xuống. Khả năng sống sót đặc biệt này có thể đến từ cấu tạo cơ thể đặc biệt của chúng. Mèo có những đặc điểm đặc biệt giúp chúng có thể thoát khỏi nguy hiểm mà vẫn giữ nguyên tính mạng của mình. Xương sống dẻo dai. Mèo có khả năng xoay xương sống linh hoạt hơn hầu hết các loài động vật khác. Xương sống của chúng có các đĩa đệm đàn hồi bất thường giữa mỗi đốt sống, cho phép chúng vặn và xoay và thực hiện những màn nhào lộn lẫy lừng. Nó cũng cho phép mèo tự điều chỉnh nhanh chóng trong khi ngã. Xương đòn nổi. Không giống như xương đòn lớn và gắn liền của người, xương đòn của mèo rất nhỏ và nổi trong các cơ ở vai. Sự khác biệt về giải phẫu này kết hợp với bờ vai linh hoạt của mèo, chúng có thể chui qua những khe hở rất nhỏ mà không bị chấn thương. Bả vai thả lỏng, xương vai của mèo được gắn vào phần còn lại của cơ thể bằng cơ chứ không phải bằng xương, cho phép chúng di chuyển theo hầu hết mọi hướng. Khả năng tự do này cho phép một con mèo có thể chui rút vào những không gian nhỏ. Nó cũng giúp kéo dài bước chạy của mèo, khiến chúng chạy nhanh hơn, lên đến 48 km/h, và khả năng thoát khỏi nguy hiểm cao hơn. Phản xạ định hướng. Phản xạ định hướng là khả năng bẩm sinh của mèo, giúp chúng tự định hướng để luôn tiếp đất bằng chân khi ngã. Có nghĩa là khi mèo rơi từ trên cao xuống, chúng sẽ xoay người trên không trung, sau cho chân chúng luôn hướng xuống đất. Phản xạ định hướng bắt đầu xuất hiện khi mèo được 3-4 tuần tuổi và hoàn thiện ở tuần thứ 6 đến tuần thứ 9. Loài mèo từng bị đuổi cùng giết tận vào thời Trung Cổ. Vào thế kỷ 12 và 13, một làn sóng những truyền thuyết về phù thủy và dị giáo đổ vào châu Âu. Mèo trở thành biểu tượng của phù thủy và là hiện thân của quỷ Satan. Chúng bị coi là sinh vật lôi kéo nguy hiểm, điềm gở và ma quỷ. Dân chúng bắt đầu xa lánh, đuổi đánh và giết những con mèo mà họ bắt gặp. Đầu thế kỷ thứ 13, các giáo hoàng bắt đầu đặc biệt quan tâm về sự xuất hiện của dị giáo trong xã hội Công giáo. Năm 1209, Đức Giáo hoàng Innocent III thuyết giảng và tuyên bố một cuộc thánh chiến kéo dài 20 năm chống lại giáo phái Katha ở miền nam nước Pháp. Katha không phải là dị giáo duy nhất bị cho là gắn với quỷ dữ. Đầu những năm 1230, Đức Giáo hoàng Gregory IX chuyển sự chú ý về miền Bắc nước Đức. Ngài đã phái người đi điều tra và tuyên bố có những nhóm phù thủy ở Đức chuyên tổ chức các nghi lễ ma quỷ và đe dọa đến đức tin của người theo đạo Công giáo. Một trong những nghi thức của buổi lễ kết nạp là các thành viên mới sẽ hôn vào lưng một con cóc trước khi thể hiện lòng tôn kính với một con mèo đen. Họ cũng mong sẽ được ban phước bằng cách hôn chú mèo đó. Lùi ngược lại vài thế kỷ trước, mèo từng là biểu tượng của nữ thần thế giới ngầm Hecate trong thần thoại Hy Lạp. Người Hồi giáo thời Trung Cổ tôn thờ loài mèo vì tính sạch sẽ của chúng. Đại tiên tri lừng danh Muhammad thậm chí rất sủng ái loài mèo. Còn đối với xã hội Công giáo, mèo là loài vật đi ngược lại niềm tin.
Lý do có thể bắt nguồn từ việc mèo là loài động vật khó thuần hóa, nên chúng thường bị gán cho những tính xấu như dữ tợn, hung bạo hoặc thù oán. Bên cạnh đó, thói quen vờn con mồi trước khi kết liễu của lũ mèo được mô tả là độc ác, dữ tợn và khó lường. Nhiều người tin rằng mèo xuất hiện trước cửa nhà là điềm gở. Cách tốt nhất để phá vỡ lời nguyền quỷ dữ từ lũ mèo là đuổi đánh hoặc giết chết chúng. Tuy nhiên, tàn sát mèo vô tội vạ trên diện rộng đã để lại một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thiếu mèo nên lũ chuột tha hồ hoành hành và gieo rắc bọ chét, gây ra đại dịch chết chóc, cái chết đen kéo dài từ châu Á sang châu Âu. Mặc dù giả thuyết này vẫn còn thiếu nhiều bằng chứng, ở một mặt nào đó, nó vẫn hợp lý.